Bạn muốn học cách hạch toán chi phí vận chuyển và giá mua nguyên vật liệu một cách dễ hiểu nhất. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng khám phá từng bước chi tiết để nắm vững kỹ năng này. Đừng bỏ lỡ nhé! Nó cũng giống như các chứng từ mua dịch vụ bình thường, nhưng mà khác ở chỗ là em sẽ đầu tiên, khác ở chỗ là em sẽ phải tích vào ô là chi phí mua hàng nhé. Ví dụ đây là chi phí mua hàng trên này, này đó, mình phải tích vào ô là chi phí mua hàng thì sau này mới làm được bước 2 là chi phí phân bổ cái tiền vận chuyển này vào giá mua của cái nguyên vật liệu trước đó nhá. Rồi về phần hạch toán thì em sẽ nợ cho chị tài khoản 152. Tự đánh tay nợ 152 vào, bởi vì mình đang lấy cái mã chi phí mua hàng trên phần mềm Visa Amit có sẵn. Em kéo lên đi, 152 nó nằm ở phía trên đó. Nhớ cho chị nhỉ, ở đây là cái hóa đơn vận chuyển này mua cho cái hóa đơn 118. Ừ. 118 này thì mình phân bổ cho hóa đơn 118, mà 118 là hoạch toán mua nguyên vật liệu. Thành ra là chi phí vận chuyển này mình cũng hoạch toán vào 152 nhá. Còn ví dụ như trước đấy hóa đơn 118 là của mình là mua hàng hóa đi, ví dụ nợ 156 thì cái chi phí vận chuyển này cũng phải nợ 156 để tí nó mới phân bổ vào nó mới khớp được nhá. Ok. Đó, nợ 152, nợ 1331 có 111 bình thường. Như bình thường em đánh tiền hàng, tiền thuế, tổng tiền thanh toán vào bình thường nhé. Hóa đơn giá hả chị? Cái này là dịch vụ thì người ta sẽ không kê số lượng và đơn giá vào, nó chỉ ghi tổng thành tiền thôi. Đó, em đánh tổng thành tiền là 2.200.000 trước thuế, thuế 10%. Vẫn nhập cái của nó. Đúng rồi, vẫn phải đánh số hóa đơn, thì tất cả các hóa đơn mua vào bán ra em đều phải đánh số hóa đơn. Thì sau này mới lên được bảng kê thuế khi mà mình làm báo cáo thuế theo tháng hoặc theo quý em nhé. Nếu mà mình bỏ sót số hóa đơn sau này sẽ không lên được bảng kê thuế nha. Rồi em nhấn đã cắt rồi, bước 2 nhé. Bước 2 là em ghi cho chị là mình sẽ phân bổ. Phân bổ thì em mở cái hóa đơn đấy lên. Đây đúng không ạ? Em sẽ chọn cho chị là phân bổ chi phí. Rồi để phân bổ được thì em sẽ mở hóa đơn 118 em ghi vào với chị nhá, là cái hóa đơn mình cần phân bổ á nhá. Xong em sang bình thường mình ở bên phần hàng tiền, nay em sang tích sang phần chi phí. Em bỏ ghi sửa đi. Bỏ ghi này, sửa này. Đó, em chọn chứng từ chi phí. Rồi. Ví dụ như mình sẽ chọn cái nhà cung cấp là cái công ty mình mua của cái hóa đơn 118 ấy, em không nhớ nhà đấy nhà nào thì có thể mở lại cái hóa đơn 118 để xem. Này là chị UD ấy, đúng rồi á chị. Ok, thế thì được, em tích vào đấy. Rồi, ngày tháng em có thể đánh từ mùng 1 tháng 1 năm 23, lấy dữ liệu ra để cho nó sổ ra. Rồi, lấy dữ liệu. Chọn chứng từ chi phí là phải chọn cái nhà cái gì nhỉ? ISO đấy. ISO kéo xuống. Tức là cái này có hai cách, một là vào bên chứng từ chi phí chọn chứng từ mua hàng thì em sẽ chọn ISO đi. Mà mình vào chứng từ mua hàng để chọn chứng từ chi phí thì phải chọn ISO. Hiểu nhỉ? Rồi chị. Rồi, đúng cái hóa đơn này rồi thì em tích vào ô vuông ở bên cạnh. Rồi, nhấn đồng ý. Đó. Thì chứng từ chi phí ở đây nhá. Chọn được chứng từ rồi thì em sẽ tích vào phân bổ chi phí mua hàng. Phân bổ chi phí mua hàng ở đây mình sẽ phân bổ đối với hóa đơn 118 thì có hai cái mặt hàng, đó là vải tuyết truy 300 và 250. Đúng không? Thành tiền đây. Cái tỷ lệ phân bổ này em có thể chọn là phân bổ theo số lượng hay phân bổ theo giá trị đều được. Như thông thường chị hay làm cho phân bổ theo giá trị. Tức là mặt hàng nào có giá trị cao, nhập kho cao thì mình sẽ phân bổ tỷ lệ cao nhiều chi phí hơn. Em nhìn cái tỷ lệ chi phí này, chi phí mua hàng này, tỷ lệ phân bổ và chi phí mua hàng nó trước mắt là nó đang bằng 0. Sau khi mình chọn tỷ lệ phần trăm theo giá trị rồi em nhấn phân bổ thì phần mềm nó tự tính là mặt hàng nào giá trị cao bao nhiêu phần trăm. Đấy, tổng thì vẫn là 100% và nó nhân số tiền. Nó nhân thì sẽ lấy 2.200.000 kia mà nhân với 66% hoặc là 33% thì sẽ ra cái số tiền này. Còn tỷ lệ này là tính cái tỷ lệ theo giá trị thì sẽ bằng cái giá trị của từng mặt hàng mà chia cho tổng giá trị 206.000.000 này, 500 này này thì sẽ ra giá trị tỷ lệ giá trị của từng mặt hàng. Đúng không nhỉ? Ok, mình nhận đồng ý này, nhấn đồng ý này. Thì sau khi đã phân bổ rồi thì mình quay trở về xem cái phần hàng tiền nhá. Ví dụ như là bình thường đi. Đây, thành tiền là 136.70.000 nhá. Đúng không? Kéo sang phải. Đó, thêm chi phí mua hàng nữa này. Của từng mặt hàng nữa thì giá trị nhập kho của mình sẽ đội lên một chút. Thấy không? Ok, em hiểu bản chất chưa? Rồi chị. Em nhận cất.